ca khúc How You Like That thuộc thể loại hip hop bên cạnh phần beat bắt tai, bài hát còn mang thông điệp của Blackpink là đừng để bị đe dọa hay chùn bước trước tình thế khó khăn mà hãy tiếp tục bay cao tiến lên phía trước. Về phần hình ảnh thì MV mới của Blackpink được quay trong studio giống như nhiều sản phẩm trước. Thế nhưng nhờ sự đầu tư mạnh tay của YG mà How You Like That vẫn khiến fan mãn nhãn vì biết lòng hoành tráng và các cảnh quay được sắp đặt công phu. Trong lần comeback này, Blackpink tiếp tục áp dụng hình thức công chiếu trực tiếp trên YouTube. Sản phẩm đã đạt hơn 1,6 triệu lượt xem trực tuyến. Con số này đã vượt qua thành tích Blackpink từng đạt được với MV Celtic Love với 979.000 lượt và phá luôn kỷ lục của BTS lập trước đó với MV On với 1,5 triệu lượt. Qua đó, How You Like That trở thành MV được xem nhiều nhất khi công chiếu trực tiếp.